Rồi, xin chào mọi người nha, thì mình là Bún Vlog, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Thì cái clip mình review và trải nghiệm cái máy xay sinh tố mini lần trước á, thì mình chưa có mình chỉ mới có test xương xương thôi, chưa có test đúng thiệt ha. Thì hôm nay mình sẽ thử xay sinh tố bằng cái gói xay sinh tố mini này nè ha. Cái này xài pin chỉ sạc thôi chứ không có cần cắm điện luôn, quá ngon ha. Thì hôm nay mình sẽ làm sinh tố đủ nha các bạn. Này cũng đơn giản dễ làm thôi, mình chỉ cần sữa với đu đủ bỏ vô nước đá nữa là bấm cho nó xay. Đó, đây nguyên liệu nè, một miếng đu đủ, một hộp sữa 5 loại đậu ha. Mình làm tự chế, bạn làm đơn giản, nó uống vô không biết có bị trúng thực không nữa. Chứ có xay sinh tố đó. Rồi bây giờ mình sẽ xay ha. Nước đá nữa, đây mình chuẩn bị sẵn một cái nước đá xay sẵn các bạn. Chứ bạn đừng có lấy nước đá cục bự bự gì vô, ông nội nó xay không nổi. Rồi bây giờ mình sẽ xay ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành sơ chế đi làm ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sinh tố đu đủ tại nhà. Và bước 1 là bước đầu tiên, bước quan trọng nhất luôn, là bước cơ bản nhất luôn là phải có nhà. Phải có nhà mới làm tại nhà được ha. Đó mình nói giỡn thôi. Đây là miếng đu đủ này ha. Bạn sắc nha, nhỏ ra. Mình chắc mình xài khoảng 1/3 miếng này thôi chứ không có xài hết. Ít rồi. Sắc nhỏ ra, càng nhỏ càng tốt, cho nó dễ xay ha. Rồi bao nhiêu đi? Rồi đổ nó vô. Thôi. Còn đây là hộp sữa. Sữa đu đủ, mà xay với sữa 5 loại đậu. Này mình tự chế nha các bạn. Còn nước đá nữa các bạn. Còn phần nước đá thì các bạn nhớ hỗ trợ đó là các bạn lấy nước đá nhỏ nhỏ thôi ha, đừng lấy đá bự quá nó xay lâu, cũng đường nó mà xay lâu thôi. À, lấy nước đá con từng đó nhỏ nhỏ gì đó. Rồi, như thôi giờ mình sẽ xay ha. Đây, máy nó đây. Chặn vô. Chặn kín nha bạn. Chặn cho thật chặt á, để nó chỉ xì nước. Giữa chừng nó xì nước thì mất công đó. Rồi, đặt ngược nó lại rồi bấm nút. Xay mạnh lắm luôn các bạn. Nằm ở đây là nhuyễn hết trơn rồi, thấy không? Tuy nó không nhuyễn, nó không mịn bằng cái máy xay 220V điện sống mình á, nhưng mà quá ok luôn, vậy là được rồi nè, nhuyễn hết trơn rồi nè. Chỉ những cục đá mà bự quá nó xay không nổi thôi. Đó, nó tự tắt luôn các bạn. Hôm nay nó có cảm biến là tên nó nhuyễn rồi sẽ tự tắt. Đây là nãy cho các bạn coi nè. Không có mịn bằng cái máy xay nhưng mà ổn các bạn nè, nó cũng nhuyễn hết trơn rồi, thấy không? Đâu còn nước đá đâu. Đó. Nè. Đây, chỉ một vài thao tác đơn giản là các bạn có ngay ly sinh tố đủ rồi, phải không? Quá dễ dàng luôn. Không cần gườm gà gì hết trơn. Vệ sinh cũng ngon, nhanh gọn lẹ nữa. Quá đã. Nó không có mịn trơn như là cái có xay sinh tố mà là bự mình nha, nhưng mà nó cũng được. Ngon á. Quá đã. Rồi video mình cũng xin ngắn gọn đây thôi ha, kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.
nhớ like, share và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình ra mấy cái clip mới nha. Nhớ ủng hộ mình đó. Rồi, chào tạm biệt với các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và thành công. Bye bye.